Chiều nay, tại Hà Nội đã diễn ra tọa đàm với chủ đề Bất động sản dòng tiền Cast Home, phân khúc căn hộ dẫn dắt thị trường Hà Nội năm 2024. Nhiều nội dung đã được mang ra thảo luận như tổng quan thị trường bất động sản và diễn biến phân khúc chung cư Hà Nội như chính sách tiền tệ, kích mạnh dòng tiền vào bất động sản nội đô, phân khúc chung cư giá hợp lý. Nhận diện xu hướng dẫn dắt thị trường và dòng sản phẩm bất động sản đa mục tiêu đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và bất động sản dòng tiền Cast Home. Trước bối cảnh chung cư bị thổi giá, giá ảo trong thời gian vừa qua đã khiến cho rất nhiều người có nhu cầu ở thực không thể mua nhà mà chấp nhận đi thuê. Từ đó, việc phát triển căn hộ cho thuê hay các phân khúc vừa túi tiền, nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội là rất cần thiết. Do vậy, để đảm bảo an sinh xã hội, cần phải đẩy mạnh hơn nữa phân khúc này thông qua những chính sách điều tiết từ phía nhà nước, thu hút các doanh nghiệp đầu tư và áp dụng các chính sách tiền tệ hiệu quả.